người, nên là cái câu tiểu trâm. Thì cái câu tiểu trâm này á, thì với cái dáng vẻ thanh thoát và vươn cao mạnh mẽ, trở thành một loại cây mà quen thuộc với mọi người đó. Thì nhưng mà gì nhỉ, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về một số thông tin như là công dụng của cây này, hoặc là ý nghĩa và cách trồng, cách chăm sóc của cây cao tiểu trâm này nhá. Chúng ta hãy cùng theo dõi ngay cái clip này. Các bạn có thể ấn subscribe này, like, share cho mình nhá. Cây cao tiểu trâm này là một loài cây thực vật mà thuộc họ cau, xuất hiện tại phía nam của Mexico và một số quốc gia ở Trung Mỹ. Đó. Ngày nay thì cây cao tiểu trâm này đã xuất hiện rất là nhiều trên quốc gia và trên thế giới. Nó trở nên rất là quen thuộc với nhiều người. Tại Việt Nam thì cây cao tiểu trâm này còn được gọi là cây dược tụ thân. Thường có hai loại là cây tiểu trâm trồng đất và cây tiểu trâm thủy sinh là trồng nước đây ạ. Cây cao tiểu trâm này là cây thân gỗ hóa, cây thân thảo hóa gỗ đó. Thường mọc thành bụi và có hình dáng như một loại cây dừa thu nhỏ, chiều cao trung bình khoảng 30 đến 40 cm. Và tuy nhiên thì cái cây này ưa sáng nên là cao tiểu trâm này cũng có thể sinh trưởng và trong điều kiện là bán râm. Thân và bẹ lá của cây này có màu vàng nâu và sẽ càng đậm dần khi nó về già. Lá cây có dạng bẹ kép và thưa, mềm khá giống với lá cau nhé mọi người. Mặt lá thì nhẵn bóng này, có màu xanh bớt và gân xanh. Người ta thường trồng cây cao tiểu trâm này như là các loại trong các chậu nhỏ để có thể hay là trong bình thủy tinh để làm vật trang trí này. Bên cạnh đó thì cao tiểu trâm cũng là một loại cây cao đường, có loại cây cao 1,5 m đến 1,7 m nhé mọi người, phù hợp với không gian của tất cả mọi ngôi nhà. Về ý nghĩa thì cao tiểu trâm này là một loại cây mà quen thuộc với rất là nhiều gia đình rồi, không chỉ là trồng với mục đích đơn thuần là trang trí thôi đâu, mà nó có thể lọc không khí. Và còn rất là nhiều người tin rằng cây cao tiểu trâm này có thể trừ tà nhé, và có thể đem lại cái mùa may mắn, đem đến cho sức khỏe này, tài lộc và thịnh vượng hơn. Niềm tin này xuất phát bởi cái dáng vẻ thanh cao của nó này. Đó, vươn thẳng và kích thước của nó nhỏ và sẽ dễ là sinh trưởng, đại diện cho khả năng này thích nghi và vươn lên mạnh mẽ, vượt qua thử thách. Theo phong thủy thì việc chọn phù hợp để có thể đặt một món đồ này rất là quan trọng này, và cây cao tiểu trâm cũng không ngoại lệ nhé. Thì sau đây thì sẽ là hai cách để mình có thể đặt cái cây cao tiểu trâm này đó. Thì trang trí không gian nhà ở này, hay là tạo cái không gian nơi làm việc của chúng ta, thì cây cao tiểu trâm này được khuyên là đặt cạnh cửa sổ và cửa ra vào để có thể bảo vệ ngôi nhà của mình ở những điều xấu xa bên ngoài, giúp cho ngôi nhà của mình an toàn và may mắn hơn đó. Và đặc biệt là quen thuộc vườn gối với cả dân văn phòng, nên là họ thường đặt ở nơi làm việc để cây có thể hút những cái mảng bụi hay là tia điện tử có hại từ máy tính, điện thoại đó. Với màu sắc thuần nguyên thuần với màu xanh mát, và cây cao tiểu trâm này được sinh ra nhằm khắc chế tính cách nóng nảy của người mệnh mộc. Nó có nghĩa là cây này sẽ hợp với cả mệnh mộc nhá. Khi rắc rối sẽ đến thì phù hợp với các phù hợp với cả mệnh mộc này, sinh năm 72, 73, 88, 89 đó. Bên cạnh đó thì cũng rất là hợp với những người mệnh thủy, tại vì tạo cái động lực vươn lên và hạn chế tính cách mềm yếu vốn có của mệnh thủy nhá.
công dụng của cam tỉa châm với đời sống thì về lợi thế hình dáng nhỏ và dễ sinh trưởng này, công dụng phổ biến nhất của cây cam tỉa châm này là trang trí góc nhỏ của nhà đó, như là bàn làm việc này, kệ tủ này, bệ cầu thang này, trong phòng khách này, để tăng thêm sắc xanh và sinh động hơn cho ngôi nhà của mình. Ngoài ra thì với những cây lớn hơn thì thường đặt ở trong chậu sứ và ở đặt ở hành lang. Vinh ơi, bệ cầu thang hay là lối ra vào phòng khách nhà mà đem đến cho không gian sống sang trọng để trẻ trung mắt hút cho ngôi nhà đó. Hơn thế nữa thì với công dụng là lọc sạch không khí thì bằng cách nào đó đã vô hiệu hóa các chất độc hại như là bụi bẩn này, bức xạ từ máy tính này, xăng dầu, khói thuốc lá và các bức xạ từ độ điện tử đấy, cây có thể giúp bảo vệ sức khỏe cho cả nhà chúng ta. Cây cao tiểu châm này mang ý nghĩa vô cùng tích cực, đại diện cho sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ không ngừng vươn lên. Nó có thể trở thành một quà tặng để khích lệ động viên những vào những dịp mà có thể là thi cử này, tân gia, lễ Tết hay là thăng chức, sinh nhật, khai trương. Nói chung là các ngày lễ Tết là mình có thể tặng cái cây cau này nhá mọi người. Đó, rất là nhiều ý nghĩa luôn. Đặc biệt là với những người mà bắt bệnh một số bệnh như là tiểu đường hay về đường hô hấp này, viêm xoang hay là hen suyễn đó, thì chắc chắn là sở hữu cái cây cau này sẽ giúp cho mình thấy sức khỏe của mình được cải thiện hơn. Đó, đúng như mọi người nói là cao tiểu châm này là một loại cây dễ trồng và dễ chăm sóc, không cần phải có nhiều ánh sáng. Vì thế mà để trong nhà này một thời gian nó sẽ có thể sinh trưởng cũng như là chú ý tưới nước bạn nhá. Về tưới nước và về cách chăm sóc thì các bạn vẫn lưu sau. Thứ nhất là về đất trồng thì đất thịt và chấu hun, phân hữu cơ, xỉ than là tổ hợp hoàn hảo để có thể để cho cây cau này tăng trưởng tốt nhất và phát triển tốt nhất. Về ánh sáng thì cây cau tiểu châm này không cần quá nhiều ánh sáng mới có thể sinh trưởng tốt được, nhưng cây này vẫn cần ánh sáng để thực hiện những chức năng của cây bạn nhé. Em ơi, thì cây này là có bón gì không?